40 năm lang thang trong sa mạc, người Do Thái ăn gì? Dân tộc Do Thái, một dân tộc từng bị đọa đày, phải tha hương suốt 2000 năm bởi tổ tiên họ đã gây ra tội lỗi đóng đinh Chúa Giê-xu. Trong những tháng ngày lang thang chốn sa mạc khô cằn chết chóc, người ta luôn thắc mắc rằng những kẻ bị đọa đày kia làm sao sống sót được. Trong Thánh Kinh có đoạn viết về Moses, người giải phóng người Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ông dẫn người Do Thái ra khỏi Ai Cập, lang thang trong sa mạc và tìm về miền đất hứa. Với điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, thức ăn trở thành vấn đề hàng đầu của người Do Thái. Khi đó, Thiên Chúa đã nói với Moses rằng Ngài sẽ ban thức ăn cho họ vào mỗi sáng sớm. Thức ăn từ Thiên Chúa. Manna là một loại đồ ăn bí ẩn. Theo Kinh Thánh, nó được Đức Chúa Trời ban tặng cho người Do Thái khi họ lang bạt nơi sa mạc trong thời kỳ 40 năm sau cuộc xuất hành. Chuyện kể rằng, sau khi rời khỏi Ai Cập, tiến vào sa mạc Sinai, người dân Do Thái than trách với Moses rằng: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Chúa Trời trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Giờ các ông đã đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc khô cằn này, để rồi sớm muộn sẽ phải chết đói ở đây." Thiên Chúa nghe nói vậy, nói với Moses: "Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng họ như vậy xem họ có tuân theo luật của ta hay không. Riêng ngày thứ sáu sẽ có gấp đôi phần cho chúng lượm mỗi ngày để ăn vào ngày thứ bảy, ngày nghỉ ngơi của ta." Ông Moses và ông Aharon nói với những người dân Do Thái: "Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thức ăn. Người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách." Chiều đến, chim cút bay đến rợp cả trại. Buổi sáng hôm sau thì có lớp sương phủ quanh trại. Đến khi sương tan, người dân phát hiện trên mặt đất một thứ mịn màng như sương muối phủ đầy mặt đất. Thấy thế họ hỏi nhau: "Cái gì đây?" Ông Moses bảo: "Đó là bánh Thiên Chúa ban cho anh em làm đồ ăn. Đừng ai để dành đến sáng mai." Vậy là mọi người nhanh chóng gom lấy đồ ăn. Một số người đã không nghe theo lời Moses, họ đã để dành đến sáng hôm sau. Nhưng rồi mọi người phát hiện rằng số bánh đó đã bị dòi bò. Chúng bốc lên mùi hôi thối, khiến ai cũng kinh sợ. Bấy giờ Moses nổi giận vì một số người vì lòng tham, họ không nghe lời Thiên Chúa dặn dò. Từ đó trở đi, sáng nào cũng vậy, mỗi người lượm bánh vừa đủ sức ăn của mình. Những người Do Thái đặt tên cho vật ấy là Manna. Nó giống như hạt ngò, màu trắng, mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong. Khi sức nóng mặt trời lan tỏa thì nó sẽ tan ra. Họ đã ăn manna suốt 40 năm, cho đến khi họ đến được miền đất hứa. Manna là gì? Tuy là một thực phẩm được gửi đến từ Thiên Chúa để giúp dân khỏi đói, nhưng không ai biết manna là gì. Trong sách Xuất Hành, chúng ta thấy rằng người Do Thái được nhắc chỉ ăn manna mà họ đã thu thập cho mỗi ngày. Nó sẽ hỏng vào ngày hôm sau, ngoại trừ một ngày trước ngày nghỉ của Thiên Chúa, ngày Sabbath. Năm 1978, George Sassoon và Ronnie Dell đã viết một cuốn sách dựa trên bản dịch của Zohar được gọi là The Essence of Days. Trong cuốn sách, các tác giả kết luận rằng manna được sản xuất bởi một cỗ máy đã tạo ra thực phẩm tự tảo. Tuy nhiên, họ cũng kết luận rằng cỗ máy này sử dụng nguồn năng lượng từ một lò phản ứng hạt nhân. Điều này là không thực tế, vì người Do Thái di dời rất gấp khỏi Ai Cập và di chuyển liên tục trong sa mạc Sinai suốt 40 năm.
họ không thể mang theo một thứ như thế. Trong sách tiên tri Daniel, Ancients of Days là tên của Đức Chúa Trời trong các bài thánh ca và biểu tượng Kitô giáo chính thống phía Đông. Ancients of Days đôi khi được xác định với Chúa Cha hoặc Chúa Thánh Thần. Người ta tin rằng năng lực của Thiên Chúa xuất ra có thể dễ dàng tổng hợp, thay đổi cấu trúc, phân tử của các hợp chất hữu cơ. Các nguyên tố như hydro, oxy, carbon, nitơ tràn ngập trong tự nhiên, bao hàm cả không khí thành thức ăn. Trong sa mạc khô cằn mà có được lương thực hàng ngày giúp họ thoát khỏi cái chết như vậy, quả thật là quá may mắn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, dân chúng lại bắt đầu phàn nàn. Tại sao Moses mang họ ra khỏi Ai Cập để bây giờ họ phải lang thang trong sa mạc và phải ăn manna mãi? Lòng tham của con người quả thật là vô hạn. Người Do Thái được thoát khỏi ách nô lệ, được có thức ăn hàng ngày trên sa mạc, vậy mà không biết ơn Chúa và Moses lại còn phàn nàn ăn mãi một thứ phát ngán. Nữ nhà văn Mỹ Helen Keller từng nói: "Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày." Sẽ là không bao giờ đủ nếu con người có quá nhiều tham lam và truy cầu mà không có một chút lòng biết ơn. Ấy là ngày mà bạn còn phải lòng vòng trong sa mạc do chính mình tạo ra.